Và đây này mọi người, và hiện tại là Thịnh đang đứng trước mặt tiền của hai căn nhà nha mọi người. Thì họ đang bán là cả hai căn nhà này, cái bề ngang là 9m này. Cả cái nhà số 30 cái số 28 nha mọi người. Trải dài tới cây trụ điện đó. Đó. Và hai nhà này là đều là nhà một trệt và một lầu. Thì căn bên này mọi người nhìn thấy này, nó còn mới hơn. Đó, có thể dùng được. Căn bên kia thì tương đối là cũ rồi nha mọi người. Thì ngày xưa là họ cho thuê trọ. Đó. Thì cái hiện trạng mà Thịnh đang đứng trên đường này là đường bê tông 5m, thì hai ô tô nén nhau được luôn. Hai ô tô 4 chỗ thì nén nhau thoải mái. Khu vực thì dân cư hiện hữu rồi, cho nên nếu mà nói về tiện ích dân sinh ấy, thì cũng rất là gần nha mọi người. Ở kia mọi người thấy là rõ là một cái bản thôn Văn Hóa này. Đó, bản đầu thôn đi vào. Đó, đường hiện trạng 5m. Đó, mọi người thấy không? Rất là cũng thuận tiện di chuyển đúng không ạ? Thì cái nhà này Thịnh nhìn chung á, Thịnh thấy rất phù hợp với những cô chú anh chị mà muốn làm một cái nhà vườn, hoặc là một cái nha, thậm chí là biệt thự mini nha mọi người. Biệt thự mini thì tầm khoảng là 225m thì cũng ok rồi đúng không ạ? Đó, thì mình có thể đưa ô tô vào sang nhà của mình luôn. Đó, mình xem một cái nhà bên trong kia, còn lại mình làm vườn cũng rất là ok. Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hôm nay Thịnh sẽ tiếp tục review cho anh chị cô chú một căn nhà nha mọi người. À không, hai căn nhà nha mọi người. Lần đầu tiên Thịnh gặp trường hợp là review bán liền cờ hai căn nhà luôn. Hai căn nhà mỗi căn đều có một trệt và một lầu. Đó, và họ đang bán với một mức giá rất là mềm luôn. Đó, hai căn nhà tổng diện tích là 225m2. Đó, và toàn bộ đất thổ cư mọi người. Đường hiện trạng là ô tô vào tận nhà, nhưng mà họ bán chỉ với là một căn á, chung hai căn á thì tổng nó là 2.8 tỷ thôi mọi người ạ. Cả hai căn luôn, căn bên cạnh này, đây là một căn này, bên này là một căn. Thì tổng hai căn này bờ ngang nó được là bờ ngang 9m nha mọi người. Bờ ngang 9m, nở hậu và sâu là 25m. Đó, tổng diện tích là 225m2 của hai căn. Đó, thì nhà hiện trạng nó thật á là cái người mà gửi Thịnh bán mọi người ạ. Nhà Thịnh bán á là họ đang ở nước ngoài nha mọi người. Họ đang ở bên Nhật Bản, thì họ gửi bán hai căn nhà này với một cái mức giá mà 2.8 tỷ thôi. Giá này giá chốt nha mọi người, chứ là họ cần bán họ không thách giá, và họ bán là 2.8 tỷ cho căn nhà có tổng cộng là bên này là 4 phòng ngủ này, bên kia nhà kia có 2 phòng ngủ nữa. Đó, thì nhà tại vì họ không ở nên nó hơi bẩn nha mọi người, nhà trống hơi bẩn. Tại ngày xưa thì họ cho Trung Quốc thuê, tại khu này rất là gần khu du lịch nha mọi người. Đó, thì Thịnh cho mọi người xem view một chút nha. Đây tại Nha Trang luôn. Thì đây là cái những căn nhà đa phần là khu dân cư hiện hữu rồi. Còn trường học bên này mọi người, đây là trường tiểu học. Và mình cách ủy ban thì tầm khoảng là một cây số thôi. Về trung tâm thành phố Nha Trang thì cũng rất là gần, đi xe máy rất là tiện luôn. Đó. Thì khu vực này cho mọi người thấy là khu vực dân cư hiện hữu nha. Đó. Đây là Thịnh đang đứng ở ban công, có bồn nước nóng, có bồn nước này. Đó. Thì nhà nói chung thì ở này thì mình xác định là cặp vợ chồng nào mà mình có thể là mua để xử lại ở tạm, hoặc là có thể là cho thuê phòng trọ. Đó, hoặc là có thể là mình đầu tư vẫn được cho người, tại diện tích đất là 225m2 toàn bộ thổ cư rồi. Đó, đường hiện trạng là ô tô vuông vắn, nở hậu ngang 9m. Đó, và có hướng là hướng nam nha mọi người. Đó, thì hướng này cũng hướng rất là mát, thì đang quay giờ này cũng đang là giờ trưa nè mọi người. Thì đang quay giờ này cũng đã là 12:44 trưa này. Cũng chưa kịp đi chưa, nhưng mà đi review cho mọi người xem. Đó, cầu thang họ làm cũng rất là rộng rãi, dễ di chuyển này. Đó, thì đây thì đang đứng nãy giờ đứng phòng thờ nha mọi người, đứng ở gần phòng thờ. Thì đây cho mọi người xem cái hiện trạng đường đó này. Đây đường đó hiện trạng là đường 5m nha mọi người, đường bê tông 5m, có vẻ anh sổ luôn. Đó, khu vực dân cư hiện hữu này. Đó, thì nó gần ngay hai khu du lịch nha mọi người. Khu du lịch thứ nhất là khu du lịch đây là khu du lịch Trăm Trứng nha mọi người. Tí nữa Thịnh cho mọi người xem cái định vị trên Google Maps nha. Mình cách nó tầm khoảng là 800m thôi là ra tới khu du lịch Trăm Trứng. Đó, còn nếu mà qua cái đồi này nè, qua đồi này sẽ có Hồ Kinh Hạ. Đó, là hai khu du lịch rất nổi tiếng ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Thì đây Thịnh đang đứng là ở thuộc xã Phước Đồng nha mọi người, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đó, thì bán luôn hai căn tại ngày xưa nó là một sổ thôi, nhưng mà họ đồng sở hữu vì cha mẹ cho hai người con. Đó, thì mỗi người một căn, sẽ chinh một cái sổ luôn. Đó, thì bây giờ thì cả hai người này đều đã bán cho người nước ngoài. Đó, thì người nước ngoài này thì đã nhập thành một sổ rồi, và Thịnh đang cầm sổ trên tay. Đây mọi người ạ, sổ rất đẹp nha. Đây là mọi người. Nó là hướng nam này, và bờ ngang của nó là 9m. Đường hiện trạng là 4.5m này đến 5m này. Đó, bờ ngang là 9m, sâu là 25m. Nó cụ thể là bờ ngang là 1 đến 2 đó là 9m03, và nở hậu là điểm 3 đến 4 mọi người. Điểm 3 đến 4 thì nó sẽ chỗ này này, nó sẽ là 9m05. Đó, và chiều sâu đó tầm khoảng một cạnh là 24m, một cạnh là 25m này.
đó, hơn 24 cạnh hơn 25, khu vực dân cư hiện hữu rồi, đường ô tô vào tận nơi. Và sổ đó nè người, nó là 100% đất ở em người, 225m² và toàn bộ đất ở thuộc xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đó cho nên pháp lý là cực kỳ chuẩn chỉnh nha mọi người, pháp lý là cực kỳ chuẩn chỉnh. Đó thì ngày xưa là hai căn nhà này là của hai anh chị em do cha mẹ đỡ lại. Đó, sau rồi họ lại bán, họ lại bán cho một người hiện tại là người đó là người nước ngoài và gửi cho Thịnh bán lại. Đó thì khu vực này nói chung là nó gần ngay chỗ hai khu lịch, nên là mình cho thuê cũng rất là dễ nha. Gần trường học, mình cách trường đại học và trường cao đẳng chứ, trường cao đẳng công nghệ thì tầm khoảng là khoảng 2 cây số thôi. Ta sẽ cho mọi người xem cái định vị nha. Đây cái vị trí mà Thịnh đang đứng nè mọi người, là cái vị trí chấm chấm xanh đây nha. Thì Thịnh đang dùng là dùng đo khoảng cách của Google Maps này. Thì từ đây mình ra tới thứ nhất là khu du lịch Trăm Trứng này thì tầm khoảng là 600 mét này. Còn đây là hồ Kinh Hạ nha, Thịnh sẽ phóng lên này. Đây nó sẽ là khu du lịch là hồ Kinh Hạ này. Đây hồ Kinh Hạ này mọi người. Thì cũng tầm là khoảng 900 mét thôi. Là mình ngay chỗ gần hai khu du lịch này. Rồi làng ăn vui rồi này, thì nó tầm khoảng là 1 cây số. Thì mình vừa tới trường học nãy thành trí mọi người đó, chỗ này có trường học này mọi người, thành phóng to ra mới thấy được. Đây mình cách trường tiểu học Phước Đồng á thì tầm khoảng là 400 mét thôi. Đó ra tới những cái trường mà trường chính trị này, trường chính trị tỉnh Khánh Hòa này thì tầm khoảng 1 cây 3. Đó còn trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ thì tầm khoảng 1 cây 4, nhưng mà ta phải tầm khoảng 1 cây 4 này. Thì mình ra tới bờ sông quán trường thì tầm khoảng 1 cây rưỡi. Đó và đây là đường, cái đường mà to nhất này chính là cái đường đại lộ Nguyễn Tất Thành nha mọi người. Thì mình cách là 650 mét. Đó là khu này rất là nhiều trường học, trường chợ nằm hết đây nha mọi người. Đó đây chợ Phước Đồng, đây chợ Phước Đồng ngay ngã ba Phước Đồng thì tầm khoảng là 550 mét. Đó thì ở đây mình tiện mình đi sân bay cũng được, mình đi về Nha Trang cũng được, mà khu vực dân cư hiện hữu rồi, pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh. Nhà có sẵn thì mình có thể là phù hợp cho những anh chị nào mà có ít tiền, mình muốn an cư lập nghiệp đúng không ạ? Hoặc là mình xác định là mình kinh doanh nhà trọ để mà giữ đất. Đó thì dưới này có hơn 2 phòng ngủ nha mọi người. Nhưng mà tại vì họ không dùng cho nên là nó đã bị cắt điện nha mọi người. Lâu mình không dùng sẽ bị cắt điện này. Đó là bị cắt điện thì nó hơi tối, thì quen mọi người thông cảm nha. Thì tổng cộng mình sẽ có căn này sẽ có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, một bếp nè mọi người. Một bếp và sale là có một sân sơn. Sân sale này mình có thể là phơi đồ rất rộng đúng không ạ? Đây là một căn thôi nha, mình chỉ còn một căn bên này nữa, tí rồi sẽ đi qua quay căn bên này luôn. Đó thì họ xây một cái tổng quan ở đây đây. Và sau đó họ để một cái đường luồng này. Đường luồng thông vô hai căn này, tí rồi sẽ qua bên này quay nha. Quay căn bên này nữa. Đó. Nói chung là mình đầu tư thì được, đầu tư hoặc cho thuê nhà trọ thì được. Bỏ ra sửa một ít tiền mình sửa nữa, mình cho thuê nhà trọ. Đó, hoặc là mình sẽ dùng để mình làm nhà nghỉ khách sạn. Đó, tại vì nó gần khu du lịch, hoặc là mình có thể là nè. Đây. Đấy thì đường hiện trạng nè mọi người, đường hiện trạng là khoảng 5 mét ô tô vào tận nơi. Đó. Đây. Và trước tiên mà chúng ta đi vào xem chi tiết, mọi người hãy giúp Thịnh đi ạ. Hãy giúp Thịnh nhấn một like nha mọi người. Hãy giúp Thịnh nhấn một like để ủng hộ và khích lệ Thịnh để Thịnh liên tục đi tìm những sản phẩm mới review cho mọi người nắm bất động sản tại Nha Trang nha. Cũng như là nếu mọi người lần đầu tiên xem video của Thịnh thì hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để khi mà Thịnh lên video mới mọi người sẽ nhận được thông tin đầu tiên nhé. Hoặc là phù hợp thì mình cứ tham khảo liên hệ Thịnh qua số điện thoại là 0339753210, có Zalo và Viber, Thịnh sẽ hỗ trợ mọi người về pháp lý và các thông tin liên quan để mọi người sở hữu nha. Còn nếu mà chưa phù hợp thì hãy giúp Thịnh là chia sẻ video này vào trong hội nhóm bạn bè của anh chị để biết đâu là mình giúp được họ sở hữu những cái bất động sản giá tốt để họ định cư, họ nghỉ dưỡng hoặc là họ có thể là đầu tư nha mọi người. Đây khu này có thể là xây căn hộ hoặc xây nhà trọ vẫn ok vì nó gần ngay hai khu du lịch, cũng như là đường giao thông đi khá là thuận lợi đây mọi người ạ. Tí nữa Thịnh chạy xe dẫn mọi người đi một vòng khu này nha, để mình ra được đường lớn để mọi người nắm được một cách cụ thể nhất có thể, đỡ mất thời gian của nhau đúng không ạ, của anh chị. Đó thì bây giờ Thịnh sẽ qua phía bên căn này cho mọi người xem nha. Tại căn bên này thì đã quay rồi đúng không ạ? Căn này thì đường nối nó cũ hơn này, căn này thì cũ hơn. Đó. Đây, căn này tại vì gia chủ rất lâu không ở rồi, ngày xưa họ cho thuê trọ. Đó thì bên dưới này chỉ có phòng khách và bếp nhà vệ sinh thôi. Bên trên thì có hai phòng, nhưng mà họ làm này mọi người ạ, làm cái sàn này á là sàn gỗ thôi nha. Nó không phải là sàn đúc như là bên kia. Đây. Đó. Sàn này chỉ là sàn gỗ thôi. Này.
Đó, thì khu này khu dân cư với sâu này. Bên kia là trường học, bên kia là trường học này, trường tiểu học. Đây là khu dân cư. Đó, đất này là của mình hết luôn. Đất này là của mình hết luôn nha. Thì tổng của mình là 225m mà. Mình về trung tâm thành phố tầm khoảng là 8 cây số cho mọi người. Đó. Thì bây giờ Thành có thể cho mọi người xem cái định vị nha. Đây cái định vị nếu mà mình đang đứng này. Xem xanh này nếu mình về tới trung tâm thành phố nè mọi người. Về tới trung tâm thành phố. Rồi Thành đang kéo nó về tới trung tâm thành phố này. Thành đang để nó zoom khá to, Thành kéo cho nó nhanh đi. Đây, về tới trung tâm thành phố này. Đó thì tầm khoảng là 4 cây số này. Về tới bãi tắm luôn. Thì tầm khoảng là 5 cây rưỡi này. Đó. Thì tổng mình nếu mình đi đường bộ thì nó sẽ tầm khoảng là cho nó là khoảng là 7 cây. Tại đây thì có 5 cây chính thôi thì mình từ hao ra thì tầm khoảng 7-8 cây số cho mọi người. Đó, khu vực dân cư hiện hữu rồi. Ok thì bây giờ Thành chạy xe cho mọi người xem khu vực này nha. Và đây nha mọi người. Và bây giờ Thịnh sẽ chạy xe cho mọi người tham khảo khu vực nha. Đây là căn nhà bờ ngang 9m rồi, 9m03. Từ bờ ngang này kéo dài qua tới cái trụ điện luôn là hai căn nhà. Và bán tổng hai căn nhà 225m mà chỉ với là 2.8 tỷ tại Nha Trang mình. Thì tính ra là chỉ với là hơn 10 triệu mét vuông thôi đúng không ạ? Ok thì Thịnh chạy xe nha. Thì đường hiện trạng là đường 5m này, khu vực dân cư hiện hữu hết. Ở đây thì khí hậu rất tốt nha mọi người. Vừa gần sông, vừa gần biển mà lại vừa gần có vùng thể núi nữa. Đây là nhà rất là mát. Rồi, ra tới đây là tới đường nhựa này. Đường 15m thì ra tới đường này. Thì đường này là đường hiện trạng tầm khoảng là 8m nha mọi người. Xe khách vào tận nơi. Khu vực mà ta kinh doanh buôn bán, mở công ty xí nghiệp rất là nhiều. Thậm chí là có nhà ở dưới khách sạn. Đây. Ta ra tới đây là chúng ta ra tới chợ, với lại ra ủy ban, ra trạm y tế cho mọi người. Rất là gần trạm y tế luôn. Rồi chúng ta ra tới đường tỉnh lộ này, đây là đường tỉnh lộ 3 cho mọi người. Đây là đường tỉnh lộ 3 đường nhựa này. Đây là trạm y tế mọi người thấy không? Đây chính là trạm y tế nha. Đó, đây là đường tỉnh lộ 3. Đi một đoạn nữa mình ra tới đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Trước mặt mình kia. Đường đại lộ này. Bên này sẽ là ủy ban. Đây, bên này sẽ là ủy ban này. Ở trong tỉnh đánh giá căn nhà này với hai căn nhà này mà chỉ với 2.8 với 10 ạ, làm có giá rất là tốt nha. Đây bát cao xanh đây. Đây bát cao xanh. Tổng diện tích là 225m2 thì mình cứ xem như là mình đầu tư đất, còn ở nhà đó thì mình có thể xử lý cho thuê trọ tháng kiếm 5 triệu em người. Ở một căn mình cho thuê 2 triệu, một căn cho thuê 3 triệu. Thì mình kiếm được tháng 5 triệu thôi, rồi đấy mình thuê đất. Đó, còn không thì mình làm nhà vườn. Xây nhà tầm 80m2 và là vườn làm xong ô tô đúng không ạ? Đây mình ra tới đường đại lộ em người. Đây đường đại lộ Nguyễn Tất Thành nha em người. Một bên này là bên này hướng này nè, mình sẽ về sân bay. Còn hướng phía bên này thì mình sẽ về thành phố Nha Trang. Đó. Ok, chắc là Thành sẽ phép dừng video đây ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người có một ngày tốt lành và tìm được những bất động sản phù hợp nha. Hy vọng là sẽ cung cấp được thông tin có ích cho mọi người. Và mọi người nhớ nhấn một like mọi người, nhấn một like ủng hộ Thịnh để YouTube nó hiểu rằng là video Thịnh có ích cho người xem. Cũng như là đăng ký kênh để mà theo dõi Thịnh nha. Và chia sẻ video giúp Thịnh nha mọi người. Biết đâu mình giúp được bạn bè của mình tìm được một sản phẩm để mà họ đầu tư. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ạ.